Người dân thành phố Paris của nước Pháp đang phải hứng chịu trận lụt lớn kể từ sau năm 1910, thời điểm nước sông Seine dâng lên tới 8,62 mét. Tổng thống Pháp François Hollande đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Mực nước tại dòng sông Seine đang tiếp tục dâng cao, tính đến đêm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam đã đạt đến 6,04 mét. Các nhà chức trách cảnh báo lượng nước tại con sông này có thể tiếp tục tăng. Hai viện bảo tàng nổi tiếng ở thủ đô Paris là Louvre và Orsay đã phải đóng cửa. Các nhân viên bảo tàng đã phải di chuyển các tác phẩm nghệ thuật vô giá trưng bày tại đây tới khu vực an toàn. Trước đó, dòng sông này đã bị vỡ bờ, khiến nước tràn lên đường cao tốc ven sông, khiến tất cả các phương tiện giao thông phải ngừng hoạt động và hàng nghìn người phải đi sơ tán. Theo dự báo, mưa lớn như chút nước sẽ còn tiếp diễn tại Pháp và nhiều nước châu Âu khác trong những ngày cuối tuần này.